bên trên nhất là mình phun ở tầng 2. Và khi cái dây khoảng 30 mét mà nó sẽ bị dồn nén ấy, thì càng dồn nén mình để lâu khoảng độ 15-20 phút mà không cho máy vận động ấy. Mà hút ra, hút đi hoặc hút lại thì khi thời tiết nó nóng ấy là vữa nó rất nhanh khô. À, sau khi mà thăm anh Quân ở Sóc Sơn ấy là chúng tôi sẽ tranh thủ trước khi mà đến một vị khách khác, chúng tôi sẽ tranh thủ chạy đến cái hồ Đồng Đò, nó rất là gần đây anh em nhé, phía sau đây. Đấy, trên hành trình đi thăm khách hàng thì anh em Sotado là muốn giới thiệu đến mọi người, đặc biệt là những người mà muốn... Sotado, tiên phong công nghệ máy phun vữa. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay thì anh em Sotado chúng tôi đang đến thăm anh Quân áp dụng máy phun vữa trắc tường Sotado 10 của chúng tôi. Đây, anh ở Sóc Sơn và chúng tôi đang đi trên cái trục đường vừa đi qua cái cầu Nhật Tân anh em ạ. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là anh Quân. Đấy, anh Quân chủ thầu, anh đang áp dụng máy. Đây, máy móc nhìn là biết là cũng cày ải ác đấy anh ạ nhà. Cày nhiều ấy. Dạ. Thực ra mà nói là hôm nay anh em biết là anh không phun được, nhưng mà cũng phải tranh thủ anh ạ. Chạy lên anh em kiểm tra máy móc với lại thấy cái điều khiển nó có vấn đề đúng không? Đúng rồi. Xa đúng không anh? Rồi anh tháo cái ống như em nói là tháo cái ống cao su ra. Ừ, đúng. Thế xong rồi mình bấm điều khiển nhưng nó không được thì mình lại dùng nút. Tức là mình lại dùng cơ. Dạ. Mà nó vẫn ổn định thôi, mới tội nào chắc mình để lâu quá hay là như thế nào đó. Thế nên mình hoặc là trong khi vận chuyển nó rơi rớt thì chẳng hạn. Dạ dạ dạ. Thì cái từ cái gì nó ở trong cái đa phần nếu đã động đến mình gọi là cảm biến thì chắc rơi riếc thì nó sẽ ảnh hưởng. Ờ đúng rồi. Mình sợ mình vận chuyển mình sẽ ảnh hưởng cái đấy. Ừ, cái đấy cũng không tránh được anh ạ. Đúng rồi. Vì nghề mình không tránh được những cái đấy. À, thì hiện tại thì lát nữa anh em sẽ kiểm tra cho anh Quân cái điều khiển từ xa cũng như là bảo dưỡng lại với lại ra dầu ra nhớt cho anh Quân. Rồi lát nữa thì anh Quân anh sẽ chia sẻ những cái ví dụ chẳng hạn như khi mà anh làm này thì bản thân anh là cái người thực tế thì ví dụ mình cần lưu ý cái gì không anh, để cho ví dụ chẳng hạn thì quá trình làm của mình thì, không bị vướng ấy. Thật ra trong những cái lúc mà mình làm ấy thì đa phần anh là người sử dụng điều khiển là chính. Có thể là mình đứng bên ngoài hoặc có thể nhìn thợ nó làm ấy, là chuẩn bị dừng cái là mình đã chủ động mình dừng luôn, thợ đỡ phải dùng điều khiển, mà lúc thợ đang làm tay rất là bẩn ấy, thì dùng điều khiển hoặc lúc nó rơi cái điều khiển nó cũng rất là phiền. Nhưng mà thế nhưng thì như thế thì là anh như thế thì anh là phải đứng quan sát à? Thế... Đúng rồi, gần như anh là người đứng quan sát. Có nghĩa là anh Quân là anh là người chỉ đạo làm. Chỉ đạo. Có nghĩa là gọi là chỉ đạo là chính anh em nhá, chứ nhiều khi anh em lại cứ tập trung vào mình cũng vào làm với thợ quá, nhiều khi đúng là cũng không kiểm soát hết đúng không anh? Mình có thể chạy đi chạy lại để mình nhìn chẳng hạn như là vữa nó gần hết này, hay nào là vữa nó chẳng hạn nó khô quá thì mình phải ra mình bảo phụ, hay là anh em làm là cối sau cho nó nhả thêm một tí để nó hòa quyện cái lớp cũ, chẳng hạn nó bị khô quá mà phun khô ấy, mà lên cao ấy, thì cái tình trạng gây tắc ống nó sẽ bị nhiều hơn. Đúng chính xác anh em ạ. Chắc thế. Dạ. Thứ hai là những cái trường hợp mà trời nắng ấy thì anh em cố gắng bơm cho hết sạch xong là mình dừng máy, tức là bơm hết sạch vữa trong toa để tránh tình trạng là nó bị lóng vữa ở trong các vòi, là sau khoảng độ một thời gian ngắn là nó sẽ cũng nhanh dễ bị tắc. Đấy anh em nhá. Có nghĩa là nếu như mà vào thời tiết nam nắng, đặc biệt là miền Bắc này đúng không anh? Nắng ấy. Có nghĩa là thì khi mà bơm vữa ấy, thì cố gắng bơm hết bơm cái mẻ vữa trong này. Bơm hết cả trong ống ra là có tốt đó. Bơm hết cả trong ống ra luôn ạ. Có nghĩa là xả nước luôn ạ. Không xả, tức là mình bơm cảm giác là nó ra ít rồi, là tức là bên trong nó sẽ ngót hết sạch rồi. Thì nó không bị đọng lại bên trên, nhất là mình phun ở tầng 2. Và khi cái dây khoảng 30 mét mà nó sẽ bị dồn nén ấy, thì càng dồn nén mình để lâu khoảng độ 15-20 phút mà không cho máy vận động ấy. Hút ra, hút đi hoặc hút lại thì khi thời tiết nó nóng hay là vữa nó rất nhanh khô. Đúng rồi. Hay thì nó sẽ bị tắc ác. Đấy anh em nhá, đó là thêm một cái kinh nghiệm rất là hay, rất là mới anh em ạ. Có nghĩa là ở đây là khi mà mùa nam nắng thì là mình đã bơm thì cố gắng bơm cho hết đi. Bơm cho hết đi. Bơm cho khi nào mà thấy ngoài vòi nó không còn rạng nữa ấy. Đúng rồi. Thì là để cho tránh cái hiện tượng là vì là cái vữa của chúng ta mà mùa nam nắng là nó phát nhiệt rất là, nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Nó thì sẽ nó gây cứng bên trong. Nó sẽ dễ bị mất nước hơn và nó sẽ dễ bị cứng hơn, thì có thể dẫn đến cái hiện tượng tắc ống. Đấy. Thì khi mà tắc ống là rất là vất vả. Thực ra mà nói là để mà tắc ống là xử lý nó mệt đúng không anh? Xử lý nếu mà thật ra nếu xử lý nhanh mấy nhà mà chẳng người dân mấy nhà mà có những cái mà máy rửa xe ấy, thì nó còn nhanh hơn. Chứ còn cứ để dùng bằng vòi của mình mà bị tắc khoảng 20 mét ống là cảm thấy rất là vất. Để cái lúc phát hiện tắc rồi thì cực kỳ vất. Có nghĩa là
có nghĩa là nếu một cái vào nước mà là nước kiểu yếu đúng không? Đúng rồi. À, thì để mà tắc thì đến lúc đấy xử lý thì nó lại vất vả hơn đúng không anh? Bê tông thì thường là cái mùa hè thường là nó bê tông thì nó gặp trời nắng nó sinh nhiệt hoặc là cái độ giãn nở của vữa ấy, nó có xi mà thường mình làm ấy, thì bao giờ tính tốt cho chủ là chọn tốt một tí ấy. Thế trong bao giờ mà khi mà cái vòi nó bị đọng xuống ấy, thì khi mà nó có xi thì thường bây giờ đa phần chủ nhà đa phần là dùng xi mới. Xi mới là xi kiểu mới là xi mới nóng ạ, mới nóng ấy. Ôi, đấy cho nên là nó rất hay bị tắc nhiều đó. Đấy, trường hợp mà mình làm cố hoặc là mình làm mà không để ý đến là rất hay bị tắc. Thế có nghĩa là ở đây là nếu như mà có nghĩa là anh Quân là ví dụ chẳng hạn như là nếu như mà lấy được xi về trước thì chúng ta nên lấy về trước đúng không anh? Đúng rồi. Nên hạn chế cái việc mà xi mà lấy về luôn đang nóng hổi sau là bắt đầu đưa vào làm. Thứ nhất là nó cũng phát nhiệt thì nó cũng dị ảnh hưởng đến chất lượng một vữa đấy. Một là chất lượng vữa, hai là đến chất lượng công trình sau này là mình chủ nhà kể cả mặc dù nó có phụ gia rồi nhưng sau này ấy, cái xi mà nó lóng ấy, nó co ngót nhanh ấy thì là nó vẫn bị lứt tường. Đấy, rất là lưu ý, cái đấy rất là hay. Thì ở đây thì anh Quân làm từ hồi giờ chắc cũng khá công trình rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thì cái chất lượng về cái tường thì chủ nhà trước giờ thì cũng đã có cái vấn đề gì gặp phải gì anh? Thật ra này nếu mà để làm cái vữa này thì không chủ nhà nào nói là không được hay là không lên. Tất nhiên là người ta ok hết, bởi vì thật ra là chát máy này thì lực bơm của nó bắn vào tường rất là mạnh. Đúng rồi. Là bắn rất mạnh thì khi mà bắn mạnh vào thì những cái chỗ mà thợ xây mới lon tay ấy, thì nó sẽ bắn được rất là sâu. Phải nói là bắn nó mạnh ấy, mạnh hơn vào tay rất là nhiều. Thì nhìn nứt nẻ, có vấn đề nứt nẻ xảy ra không anh? Nứt nẻ thì thật ra thì mình làm ấy thì vốn dĩ là như anh làm ấy thì là thường mặc dù bảo không tưới nhưng anh vẫn phun qua một lượt trung bình. Đúng rồi. Mình cảm giác để đủ nó vữa nó hút. Dạ, được. Chứ cứ thế mà phun khô luôn thì có lắm chủ nhà phải không tưới A đúng không? Chính xác là vẫn phải tưới. Thực ra mà nói là nhiều khi ấy là chúng tôi nói vậy để hiểu được cái công dụng phụ gia. Tuy nhiên nếu mà ở miền Bắc này nam nắng đúng rồi, thì tốt nhất anh em cứ tưới qua cứ một tưới lượt. Qua một lượt. Dạ, để cho thứ nhất cũng là vệ sinh cái tường sạch sẽ nữa. Đúng rồi. Dạ. Còn một cái nữa là anh Quân có thể chia sẻ nốt là bây giờ cái cách làm của mình, ví dụ như là cái đội của mình chỉ tầm khoảng ít người thôi. Ví dụ ở một nhà ví dụ mình chia anh em 5-7 người gì đó. Thì theo anh thì mình cái cách mình bố trí người ngợm như thế nào để cho nó hiệu quả cái công việc, có nghĩa là một người thợ người ta có thể là làm cái năng suất tốt nhất. Làm thì thật ra mà mình làm bằng máy phun này thì thật ra nếu mình lắm lúc mình chỉ cần 4 người làm là ok. 4 người thôi ạ, 4 người. Nếu thật ra này 4 người thì trong cái đó mình thì cứ nói là mình chạy đi chạy lại là 5 người đi. Một đội thợ 5 người thì gần như anh là anh không làm, anh chỉ anh đứng ra là anh ra kiểm tra là một là okay. là máy là vữa bảo thợ phụ trộn thế nào đúng này. Vì hai là cho một người phun thì anh ở dưới anh chỉ điều khiển hoặc anh hỗ trợ thôi. Vì thường là cứ một người phun và một người mình cán đằng sau ấy. Thế xong thì làm khoảng độ một bức khoảng độ làm tầm 20 mét hoặc 30 mét. Thế xong là hết vữa là cho phụ rửa máy xong mình nhau vào mình cùng làm cả. Đấy. Có nghĩa là trong cái quá trình mà vận hành máy thì cái người mà người nắm tổng thể ấy, đặc biệt là anh em đứng đầu ấy, đúng rồi, đầu cánh. Thì là đầu cánh ấy thì là nên là quản lý tổng thể trước. Tại vì bơm máy không phải là bơm hết cả 4 tiếng đúng không anh? Chỉ bơm tầm tiếng hơn tiếng gì đó là bắt đầu xong, là khi mà chúng ta đã xong cái lượng khối lượng đấy rồi thì là bắt đầu thì cái anh em đầu cánh cũng vào làm hoàn thiện luôn. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đấy, hôm nay là anh Quân đang chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hay, hy vọng là có thể là nhiều anh em nắm được những cái kinh nghiệm để mà áp dụng vào cái công việc của mình hiệu quả nhất. Anh bây giờ anh chỉ nhận hoàn thiện không thôi ạ? Bây giờ là anh chuyển sang là anh chỉ nhận hoàn thiện không thôi. Vì thật ra mình có máy này thì là riêng cái phần cẩu vữa lên là mình đã đỡ rồi đúng không? Đỡ rất nhiều luôn. Kể cả 3 người hoặc 4 người, mình cứ nói là 4 người thì mình làm tầng 2 thì mình không phải vận chuyển vữa cát lên nữa. Đúng rồi. Mà mình bơm trực tiếp lên thì cứ hai thợ ở trên với một phụ ở dưới. Mình là người thứ ba thì cũng chỉ đứng quan sát. Nhưng mà đối với những công trình ở mình đây là mình nhận được hoàn thiện không được anh? Bọn anh thì ví dụ như các em nó nhận nhiều công trình ấy, thì anh có thể đi đóng phần hoàn thiện không thôi. Hoặc là mình chỉ nhận một cái để mà giữ thợ, để thợ đỡ thì chạy đi chạy lại. Còn đâu thì mình sẽ đi làm phần hoàn thiện một con máy này thì để rút về làm hoàn thiện cho nó đỡ phải mất cái công giáo mát hoặc chi trả nhiều cái. Thứ hai nữa là mình làm được liên tục đều hơn đúng không anh? Đúng rồi. Mình sẽ khấu hao được nó nhanh hơn.
Đúng rồi, xác định mua máy thì phải nhiều công trình, chứ còn 1-2 công trình mua máy này hơi đúng, phí. Đúng rồi. Nhất nếu thật ra thì những ông nào mà đi công trình thì lên có máy phun vữa này thì ok. Ôi, cảm bởi ơn vì anh quá. Những cái mà làm trường học có trường nhất ấy, thì thứ nhất là nó cần phải tốc độ. Thứ hai là cái kỹ thuật mà phào nẹp thì không cần nhiều. Cái chi tiết mà phào nẹp ấy, là nó cũng không cần dùng nhiều. Làm ra mình cứ phun xong là mình đã có tiền rồi. Mà bây giờ nhất phun lạnh thì một ngày chắc là nó phải giã được đấy, mình hữu nghị tầm 3 người thì chắc phải nhẹ nhàng giã tầm 50 mét thì đấy. Anh em tính xem này, 50 mét thì chắc là thoải mái tiền uống bia chứ. Dạ thôi, được, tuyệt vời đấy. Nhưng mà phải nói là quan trọng nhất là cái việc mà mình áp dụng như thế nào, đúng không anh? Đúng rồi. Là cái quan trọng nhất, đúng không? Mình đưa vào việc gì, mình áp dụng như thế nào, bố trí con người ra làm sao. Đó bạn là nếu mà mình có máy này thì mình đi hoàn thiện, mình tự tin là tại sao là chủ nhà bảo ít người, thế bảo ít người làm bằng 6 người là được. Tức là mình chỉ cần 4 người chứ làm có thể bằng 6-7 người. Dạ, dạ. Nhất lên tầng 2 thì gần như mất 3 người cẩu rồi. 3 người cẩu thì mới gặp 4 người phụ thì nữa rồi 7 người. Nhưng mà anh nằm tầng 2 này anh cũng chỉ cần 1 người phụ. Và 3 người thợ ở trên là 4 người là anh hoàn thiện. Mà lắm lúc chủ nhà bảo người cướp hay sao mà hết bước ở sau rồi. Nhiều khi họ không tin đấy nhỉ. Lắm lúc chiều bảo từ giờ đến tối hết mức này, ông bảo may hết được. Làm đến tối là nghe này cho nó chủ động rồi, đâu quá trưa là bọn anh làm xong này. Chẳng hạn cái bức đây, cho bức của bức này thì là buổi sáng là anh cho đứt rồi. Mà cũng chỉ có 3 người thôi. Chứ bây giờ công việc mà công việc ở trong và đây cho mát này, công việc ở trong ấy là cũng không hết đâu anh nhỉ. Đúng rồi, việc thì thật ra này việc thì rất nhiều. Còn bây giờ mà cứ phải nhờ đến tay nghề cứng hoặc là những người thợ cao tay thì để mà làm chát thì thường là hơi khó. Cho nên là dùng máy này thì mình chỉ cần những người thợ tay trung bình cũng có thể làm được. Sau đó mình là người quản lý thì mình sẽ đi làm đằng sau, làm cái phần đẹp hoặc làm cái phần led. Xoa xiết thì mình sẽ chủ động hoặc là mình sẽ bảo người thợ chắc hơn. Còn không thì cứ tìm người vạ vữa thì bắt đầu. Thì vạ vữa thì một ngày thì 2-3 ngày thì thợ còn làm được, khi mà cũng bảo chắc chơi một tuần rồi thì thợ nào làm được. Mệt. Cho nên là máy này thì thợ anh có thể làm một tháng, có ông làm đúng một tháng không nghỉ ngày nào. Có nghĩa là làm đều luôn. Làm đều luôn. Chứ không ví dụ chẳng hạn như làm tay có thể ví dụ có thể là không. Mình cố 1-2 ngày là nhiều làm nhiều tầm một tuần rồi. Là rất là mệt, là mỏi hết. Chứ còn làm máy thì ông ấy, hay có một ông ấy cũng chỉ ăn mới đi vác vòi không ấy, đi phun vào tường. Ông ấy phun thì bây giờ kiểu phun đều được. Anh cho chị ăn mới đi phun ấy. Còn một ông ấy thì ăn mới đi cầm thước dẹt cán. Anh mới đi đằng sau lại nấu mốc với cả. Có nghĩa là ở đây là em thấy là cái việc mà anh sắp xếp cái người nào làm việc gì ấy là nó rất là rõ ràng rồi. Rõ. Đấy, và quen như kiểu quen công việc rồi. Quen công việc rồi nên là ai vào việc đấy, đúng không anh? Đúng rồi. Thì còn nói nữa, nó theo dây chuyền nó nhanh. Dạ dạ. Phụ thì cứ phụ thôi. Tức là một người phun, một người cán thước dẹt. Còn anh đi sau lao móc rồi cán thước dây là phần cuối. Thế thì quy trình chỉ 4 người thế là ok thôi. Không, như thế là tuyệt vời. Em thấy là thế là nên bảo sao bảo hôm nay lên là cũng phải xin kinh nghiệm của anh Quân. Cái phần khâu trộn giữa cũng là khâu rất quan trọng. Rồi. Là cũng phải cho tỷ lệ là phụ gia cũng như là xi măng cát nó hợp lý. Dạ. Chứ lắm người phụ cứ kiểu hất cố xong khô quá xong lại cho nước xong lại khô. Đấy. Chính vì như thế là khi nó ra đến đây nó sẽ bị, mặc dù vẫn có phụ gia nhưng mà cái phần để lúc nó lắng động trong cái ống là nó sẽ có. Thì nó sẽ bị gây tắc. Có nghĩa là đã trộn là trộn luôn cho chuẩn đi. Đúng, trộn chuẩn. Chứ đừng có áng xong bắt đầu là thêm cái này một tí, thêm cái kia một tí, đúng không anh? Một bao xi là cho khoảng độ 5 thùng sơn hay là 7 thùng sơn là y án như thế. Thế xong là 6 xô nước là 6 xô nước thì là nó sẽ đều gần như là tuyệt đối 100% luôn. Hôm nay là anh Quân đang chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hay. Hy vọng là có thể là nhiều anh em nắm được những cái kinh nghiệm để mà áp dụng vào cái công việc của mình hiệu quả nhất. Ok, cảm ơn anh Quân nhé. Tuyệt vời anh ạ. Ngày hôm nay thì sau khi mà thăm anh Quân ở Sóc Sơn ấy, là chúng tôi sẽ tranh thủ trước khi mà đến một vị khách khác, chúng tôi sẽ tranh thủ chạy đến cái hồ Đồng Đò, nó rất là gần đây anh em nhá. Cho nhiều anh em chưa biết là cái hồ Đồng Đò Sóc Sơn nó rất là đẹp anh em ạ. Ở đó rất là nhiều những cái dịch vụ nghỉ dưỡng cũng như là hồ rất là đẹp đấy. Lát nữa anh em sẽ cùng chúng tôi đến nhá. Ok. Đây là con đường dẫn đến hồ Đồng Đò anh em này. Đấy.
800m nữa, rẽ trái. Đang thi công. Tôi đã đến hồ Đồng Đò anh em nhé, đây, phía sau đây. Đấy, trên hành trình đi thăm khách hàng thì anh em Sotodo là muốn giới thiệu đến mọi người, đặc biệt là những người mà muốn có những cái nơi gọi là nghỉ dưỡng cuối tuần. Đấy, xả stress, chúng ta có lên hồ Đồng Đò đem quay đi, quay hồ đi. Đấy. Đấy, rất là đẹp anh em nhá. Đó. Đây tôi sẽ đi vòng đến đây. Rất là đẹp. Đẹp lắm. Đây mọi người nha, đây là hồ Đồng Đò ở Sóc Sơn, rất là đẹp anh em ạ. Đấy mọi người ạ, đấy. Ở đây thì xây dựng đang khá là nhiều những cái khu nghỉ dưỡng. Đấy. Đấy. À, nhân dịp cái chuyến đi thăm khách hàng thì anh em Sotodo muốn chia sẻ đến mọi người những cái vị trí danh lam thắng cảnh rất là đẹp mà nhiều người nhiều khi là ở gần nhưng mà chúng ta không ít khi mà để ý. Đấy, họ không biết. Đấy, rừng núi sông suối rất là đẹp. Đấy, ok. Nào Hoàng nào. Sotodo nâng tầm công nghệ xây dựng Việt.